Em xin kính chào toàn thể các anh chị mình nhé. Lời đầu tiên thì em xin chúc anh chị mình có nhiều sức khỏe để chúng ta có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn nha anh chị mình nhé. Hôm nay em lại chia sẻ với anh chị mình một số các cái dòng hoa lan thuần sơ xuân chi Tết nha. Đầu tiên em nên cho anh chị mình tham khảo một cái dòng này là dòng vũ nữ hoàng hậu nha anh chị mình nhá. Vũ nữ hoàng hậu em chia sẻ với giá là chỉ có 150.000 một chậu thôi nhá. Mã số 8 này, mã số 9 này, vũ nữ hoàng hậu nhá, mã số 8, mã số 9 này, mã số 72 này, mã số 69 này. Đó, mã số này là mã số 55 nha các anh chị mình nhá. Đồng giá là 150.000 nha các anh chị mình nhá. Em mời anh chị mình tham khảo cái khuôn bông của cái dòng này nha các bác nhà mình ơi. Trước khi vô coi thì các anh chị mình dành cho em từ 3-5 giây cho em xin nút like, một đăng ký kênh và một nút chia sẻ nhé. Số điện thoại liên hệ nhà em là 0919536598 nha anh chị mình nhé. Đó, em mời anh chị mình tham khảo khuôn bông của cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh nha các anh chị mình nhớ. Buổi tối em quay nó hơi bị lóe đúng không các anh chị mình? Nó hơi bị lóe đúng không ạ? Đó, nhưng mà là cái bông của nó là màu xanh nha các anh chị mình nhé. Đó, đồng giá là em chia sẻ là 150.000 thôi. Tiếp theo mời anh chị mình tham khảo cái giò này là giò học đại ý thảo xuân nhé. Đại ý thảo xuân này, mã số 74. Em chia sẻ với giá là 300.000 nhé, 300.000 thôi ạ. Đó, còn phi điệp 5 cái trắng hồng hồng mắt xước thân này dài 90cm rồi nha các anh chị mình ơi. Em gộp đơn với giá là 150.000 nhé, 150.000 phi điệp 5 cái trắng hồng hồng mắt xước. Hạc vĩ Đàn Lạt này em cũng chia sẻ với giá là 295.000 nhé, 295.000. Mã số này là mã số 58 nhé, mã số 58. Em mời anh chị mình xem cái khuôn bông của cái dòng này nha anh chị mình nhé. Đầu tiên là cái dòng của đại thảo xuân nha các anh chị mình nhé. Đầu tiên là cái dòng của đại thảo xuân này, rất là đẹp như thế này luôn là các anh chị mình này. Em mời các anh chị mình tham khảo khuôn bông của cái dòng đại thảo xuân năm đồng nha các anh chị mình nhé, rất là đẹp luôn ạ. Đó, sau đó là một cái dòng của dòng hạc vĩ Đà Lạt nha anh chị mình nhé, hạc vĩ Đà Lạt này. Tiếp theo là cái dòng của phi điệp 5 cánh trắng hồng hồng mắt xước này, đẹp quá các anh chị mình ơi. Đó, các anh chị mà chơi một giò lan này mê mẩn luôn nha các anh chị mình nhé. Đó, và tiếp tục là cái giò này là giò hoàng phi hạc nha các anh chị mình nhé. Hoàng phi hạc mã số 71 em chia sẻ với giá là 250.000 thôi, 250.000 cho cái mã số 71 này nhé. Đó, hoàng phi hạc cánh trắng họng vàng nha các anh chị mình nhé, cánh trắng họng vàng như thế này. Kim điệp xuân một cái rễ tròn rất là đều đẹp như thế này luôn nha các anh chị mình ơi, một cái rễ tròn rất là đều đẹp như thế này luôn ạ. Đó, xung quanh tròn đều to như thế này nha các anh chị mình nhé. Em chia sẻ với giá là 600.000 cho cái mã số 9, mã số 11 nhé. Mã số 11 kim điệp xuân, nó rất là to luôn đấy các anh chị mình ơi, nó rất là to như thế này luôn ạ. Giá chia sẻ là 600.000 thôi nhé. Đó, và tiếp theo em nên cho anh chị mình tham khảo một cái dòng này nhé. Em mời các anh chị mình xem khuôn bông của dòng kim điệp xuân này, vàng rực rỡ như thế này nhé. Và tiếp tục em mời các anh chị mình tham khảo khuôn bông của dòng phi điệp 5 cánh trắng họng tím nhé. Phi điệp 5 cánh trắng họng tím, cánh trắng mút và họng màu tím như thế này, một giò cực kỳ to như thế này luôn nha các anh chị mình nhé. Đó, hiện tại nó đang có nụ này các anh chị ơi, hiện tại đang có nụ như thế này này. Em chia sẻ với giá là 1.300.000 thôi nhá, cho mã số 39, mã số 39 1.300.000. Và tiếp theo em giới thiệu anh chị mình cũng là một giò hoàng phi hạc, hay còn gọi là hoàng lan nhá. Giò này em là mã số 53, mã số 56 em chia sẻ với giá là 260.000 nhá. Đó, còn một cái giò này là giò phi điệp 5 cánh trắng họng hồng mắt xước. Trời ơi, dài quá các anh chị mình ơi. Thân dài cả 1m2, 1m3 rồi nha các anh chị mình ơi. Thân nào thân đấy ú nụ nụ nu luôn. Này, thân to hơn ngón tay cái rồi nha các anh chị mình nhá. Này các anh chị mình thấy không? Bản lá rất là dày. Giò này em lên mã số 1 em chia sẻ 450.000 nhá. 450.000 thôi ạ. Đó. Tiếp theo em giới thiệu với anh chị mình một cái giò này là giò vũ nữ nhện xanh, 250.000 một giò này nhá. 250k một giò vũ nữ nhện xanh, rất là to như thế này nha các anh chị mình nhá. Đó, rất là to luôn ạ. Em lên mã này là mã số 70. Mã số 70 nhá. Đó. Và tiếp tục em mời anh chị mình tham khảo cái giò này, dòng này là dòng phi điệp hạ oai tím xưa. Đó, giá chia sẻ là 300.000 cho giò mã số 36 này. 540.000 cho cái giò này là mã số 39 này. Rất là đẹp luôn, thân dài đều đẹp hết như thế này rồi nha các anh chị mình nhá. Dài cả mét hơn mét rồi. Đó. Và cái dòng này là giò trầm trắng này, em chia sẻ giò này với giá là 350.000 cho mã số 23 này. 350.000 cho mã số 23 nhá. Năm tu xuân và hoàng thảo vô em chia sẻ với giá là 190.000 một giò thôi. 190.000 một giò thôi nha anh chị mình nhá. Đầu tiên em mời anh chị mình tham khảo khuôn bông của dòng phi điệp Hawaii tím xưa này. Rất là bự luôn nha các anh chị mình ơi. Đó, mà mặt bông của dòng này là dòng trầm trắng này.
một màu trắng mốt tinh khôi nha các anh chị mình nhá. Đó. Và cái mặt bông này là mặt bông của Nong Tu Xuân này. Nong Tu Xuân và Hoàng Thảo Vua Myanmar nha các anh chị mình nhá. Đây mời các bác nhà mình tham khảo khuôn bông của dòng Nong Tu Xuân này. Đó, bao đẹp luôn nha các anh chị mình ơi, bao đẹp như thế này luôn ạ. Đó, và Hoàng Thảo Vua là Myanmar nha các anh chị mình nhá. Cánh tím họng trắng rất là to đẹp như thế này luôn ạ. Đó, tiếp theo em mời các anh chị mình tham khảo cái dòng này là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng tím luôn này. Giò này là 3 đầu thân mã số 22 em chia sẻ với giá là 550.000 nhá. 550.000 thôi ạ. Đó. Anh chị yêu là chốt đơn hàng thì chỉ cần gọi cho em trực tiếp qua số điện thoại là 0919 536 598 nhá. Đó, còn dòng DH77 này các anh chị mình ơi, 400.000 một thân nhá, 400.000 một thân. Mã số 30 này, mã số 29 này, 400.000 một thân. Trầm cổ này, một cái chậu trầm cổ như thế này này. Bao đẹp luôn nha các anh chị mình ơi, giá chỉ là 400.000 thôi. 400.000 cho một cái chậu trầm cổ nhá. Đó. Và cái dòng tiếp theo em giới thiệu với anh chị mình là một cái dòng cát nay da này. Cát nay da này em chia sẻ là 170.000 một chậu thôi, đang có mèo bông nha các anh chị mình ơi. Đang có mèo bông như thế này này. Chậu rất là đều to như thế này luôn nha các anh chị mình nhá. Đây, chậu rất là đều to như thế này luôn ạ. Đó, bao to bao đều luôn. Chậu nào chậu đấy rất là đẹp luôn nha các anh chị mình nhá. Giá chia sẻ là 170.000 thôi. Và thiên nga nha anh chị mình ơi. Thiên nga là em có thiên nga đốm đỏ, thiên nga đốm nâu và thiên nga xanh nhá. Thiên nga đốm đỏ và thiên nga nâu và thiên nga xanh. Em mời các bác nhà mình xem khuôn bông. Thiên nga xanh này. Đó. Thiên nga đốm đỏ này, thiên nga đốm nâu này. Đốm nâu thì hiện tại là em còn rất là nhiều và đốm đỏ em còn một chậu thôi. Em bán đồng giá là 200.000 một chậu nha các anh chị mình nhé. Đây là chậu đốm nâu này. Đây là chậu đốm đỏ nhé. Đây là chậu đốm đỏ này. Và đốm nâu này. To rất là đẹp như thế này luôn nha các anh chị mình nhé. Và đây là dòng thiên nga xanh này. Ôi dồi ôi, béo ú nủ luôn nha các anh chị mình ơi. Đó, riêng cái dòng này nó có một cái đặc trưng là khi nó cho hoa thì lá của nó sẽ vàng đi nhá các anh chị mình nhá. Lá của em nó sẽ vàng đi. Đó, và nó sẽ lên nụ nhá. Nụ của em nó bây giờ mới bắt đầu đang làm nhá các anh chị mình nhá. Và tiếp tục em giới thiệu với anh chị mình cái giò này là giò châu Như mã số 5 em chia sẻ là 350.000. Đó, giò này hôm nay em bán sale chia sẻ thanh lý với anh chị mình thôi nhá. Đó. Đó, vừa rồi này em có chia sẻ một số các dòng hoa lan chơi xuân chơi Tết nha. Anh chị ơi nhà mình cần sưu tầm dòng hào thì gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại em đã ghim trên bài. Em xin kính chào toàn thể các anh chị mình nhé.